Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có dịp về quê, mình tháo cái mình ghép với cái mình kết nối cái dàn máy lớn của mình. Dàn máy lớn của mình bao gồm mixer nè. Equalizer, micro ha, rồi crossover ha, và main công suất. Thì đây là dàn máy chính của mình xài để mình hát đám tiệc, sự kiện nhỏ, vân vân. Thì tình cờ là mình đem cái con này về, thì cái con vang DK, Dalenkin DK8000. Thì mình sẽ thử dùng cái con này để làm cái effect rời. Và mình sẽ lấy cái tiếng vang vang này và mình sẽ cho vào cái chiếc mixer đây. Chiếc mixer Sarap Signature 16 của mình. Thì mình sẽ test thử xem cái tiếng echo, cái tiếng effect mà của con vang nó mang lại như thế nào. Thì ở đây nó hơi thiếu ánh sáng nha các bạn thông cảm về cái phần thiếu ánh sáng của mình. Thì mình kết nối như sau, thì mình lấy tín hiệu micro của mình từ cái bộ micro không dây của mình dưới này ha. Rồi mình đi lên đường vào của con vang DK8000 này, sau đó mình qua cái bộ xử lý ha, của con DK8000 này. Đây, cái màn hình LCD nó bị mờ các bạn, mình vặn lên cho các bạn xem. Đây là màn hình của cái con DK8000 này. Thì cái tín hiệu mở ra đó, mình lấy từ cổng center của nó ha. Mình đi ngược cho vào cái mixer của mình. Đây, đi ngược cho vào cái mixer Sarap của mình đó. Thì bây giờ mình sẽ test một cái bài karaoke, để mình thử xem cái con vang cơ giá rẻ dùng cho gia đình này, khi mà nó lên cái dàn máy lớn thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Thì thật ra cái dòng này là dòng dành cho gia đình ha. Vang cơ lai số dùng dành cho gia đình, dòng vang cơ rất là nổi tiếng của cái thương hiệu DK Dalenkin. Thì lúc mới về hàng bãi những giai đoạn đầu thì giá nó rất là cao nha các bạn, nhưng mà bây giờ giá của nó rất là mềm, rất là đáng đồng tiền cho anh em chơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ test một cái bài nhạc. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người, tiếng một người đi đẹp tựa bài thơ, nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình, áo già đường khuya bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp, còn chờ in dấu chân anh. Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời, dù gió đua rác sao còn đẹp như khi quen nhau.
nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương. Mến những người chưa quen, một người ở lại đèn trăng rối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hôn đau. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tình mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Mình sẽ test một đoạn nhạc vậy thôi. Thì chi tiết thì mình sẽ test cái con này ha. Review các bạn xem cái linh kiện ruột gan bên trong, cũng như test hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái dòng vang này. Thì các bạn ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh ha, hoặc là kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại là 0908 27 2812 để xem các sản phẩm bên mình, và mình sẽ hỗ trợ các bạn liên quan tới các thiết bị mà mình đã review mình đăng lên YouTube này. Rồi, cảm ơn bạn, hẹn các bạn ở cái clip review tiếp theo chi tiết về cái dòng vang DK Dalenkin DK 8000 này. Rồi, chào các bạn, mình sẽ kết thúc video tại đây.